Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Việt Nam nằm bên bờ Biển Đông, giáp với Biển Đông ở hướng Đông, Đông Nam và Tây Nam. Bờ biển nước ta cong hình chữ S, kéo dài trên 3.260 km từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang. Đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, đảo quốc và các lãnh thổ trên thế giới. Nước ta có gần 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó vùng biển Đông Bắc có trên 3.000 đảo, Bắc Trung Bộ trên 40 đảo, còn lại ở vùng biển Nam Trung Bộ, vùng biển Tây Nam và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát huy mọi tiềm năng về biển. Nhằm góp phần cung cấp tài liệu cho việc thực hiện chiến lược này, đặc biệt góp phần vào việc tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biển đảo trong lịch sử, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch biển đảo, cũng như bảo đảm an ninh, quốc phòng, môi trường sinh thái biển đảo. Năm 2022, nhà xuất bản Khoa học Xã hội đã xuất bản cuốn sách Du ký các vùng biển đảo Việt Nam, nửa đầu thế kỷ 20. Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn là chủ nhiệm từ năm 2018 đến năm 2019. Với 303 trang, sách gồm 5 chương và có các nội dung chính sau. Chương 1 và chương 2 trình bày tổng quan tình hình tư liệu và định hướng nghiên cứu, giới thiệu tổng quan những tiền đề ý thức chủ quyền, cơ sở văn hóa xã hội của sự hình thành du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ 20. Chương 3 và chương 4 ghi nhận quá trình phát triển đề tài du ký và ý thức chủ quyền các vùng biển đảo Việt Nam, các phương diện lịch sử, văn hóa, xã hội và du lịch trong du ký biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Chương 5 nghiên cứu vai trò chủ thể tác giả, đặc tính hỗn dung thể loại và giá trị sử liệu của du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xét trên phương diện văn học, các tác phẩm đã viết về các vùng duyên hải, biển đảo giai đoạn nửa đầu thế kỷ thứ 20 là một nguồn sử liệu đặc biệt phong phú, tích hợp các giá trị minh chứng lịch sử, địa, văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, ý thức về chủ quyền và niềm tự hào trước các địa danh lịch sử, chiến công, danh lam thắng tích, môi trường sinh quyển tự nhiên và đời sống xã hội của người dân Vạn Chài. Ký giả, nhà văn, người thư ký và chứng nhân thời đại đã góp phần vào hoạt động quảng bá truyền thông về tất cả các nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo của đất nước. Sự đa dạng các phong cách tự sự của thể tài du ký không chỉ làm nên giá trị ý thức tinh thần mà đã thực sự góp phần bảo lưu, kiến tạo nguồn sử liệu phong phú đặc sắc về chủ quyền biển đảo đất nước trong giai đoạn lịch sử nửa đầu thế kỷ thứ 20. Cuốn sách Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 với những kết quả nghiên cứu đã góp phần sưu tập, hệ thống hóa các nguồn tư liệu về đề tài biển đảo được đầy đủ, toàn diện hơn, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo, phát huy mọi tiềm năng biển đảo của nước ta. Cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!